Tập 3. Cách cách, người làm sao vậy? Cô nói Đại Nhĩ Cổn đánh trận ở Liêu Đông, e là không thể tới kịp. Hả? Thập Tứ Bối Lạc cũng thiệt tình, sắp sửa tới ngày chỉ võ chiêu thân luôn rồi, sao còn đi đánh trận chứ? Cách cách, Đa Đạt cũng đi chung hả? Cả hai huynh đệ họ đều đi, cũng không biết bây giờ Đại Nhĩ Cổn đang ở đâu nữa. Đại hãn, không cần đa lễ. Đại hãn, đây là biểu muội của thần Na Nhân. Na Nhân xin thỉnh an đại hãn. Đại hãn, thân phận của biểu muội thần là người cao quý nhất trong số các cách cách ở đây. Mời ngồi. Na Nhân rót trà cho đại hãn nha. Mời đại hãn dùng trà. Đại hãn uy chấn bốn phương, Na Nhân ngưỡng mộ người rất lâu. Bây giờ được nhìn thấy người thật còn anh dũng thần võ hơn trong trí tưởng tượng của thiếp. Vậy sao? Đại hãn người là bá chủ thiên hạ khó ai mà địch nổi. Các cô nương chỉ ước mong sao có thể lấy được người, nhưng bọn họ xuất thân thấp hèn, làm sao có phúc phần đó. Người đại hãn muốn cưới sao có thể là cô gái tầm thường được. Đại hãn đại trượng phu nhờ việc chinh phục thiên hạ để thu phục mỹ nhân, thần thiếp là một trong những người bị người chinh phục. Nếu thiếp có thể được gả cho người, vậy thì cả đời của thiếp sẽ oai phong không lời nào tả nổi. Đại hãn, người từ xa tới đây, khoa nhĩ tẩm này chỉ là nơi nhỏ bé, cũng chẳng có gì để tiếp đãi người. Ở đây chỉ có mỹ nữ thôi, hay để thiếp múa một bài giúp người giải sầu. Đại Phúc Tấn, người tới rồi. Ta đưa Na Nhân tới đây để thỉnh an đại hãn. Triết triết. Đúng lúc ta có việc cần gặp an ngoãn của nàng, nàng tiếp đãi họ đi. Hai người ngồi đợi ta, ta đi rồi quay lại ngay. Đại hãn, đại hãn, đại hãn, người thấy sao? Rước cô gái như vậy về triều, hậu cung không bị quậy cho long trời lỡ đất mới lạ đó. Đa Đạt, cá, tình hình thế nào rồi? Quân Minh đã rút về phía tây của Tây Bình Bảo rồi. Tin báo huynh kêu để gửi, đệ cũng đã gửi đi rồi. Ta đã nói Mao Văn Long là một tên chết nhát, bị chúng ta đánh cho tơi tả, bỏ chạy còn nhanh hơn sóc. Được, hôm nay chúng ta hãy nhổ trại hồi kinh. Ta muốn đích thân báo tin mừng cho đại hãn biết. Chúng ta ở ngoài liều cả mạng sống, hắn lại ngồi trên ngai vàng hưởng phúc. Hắn không màng chuyện sống chết của chúng ta đâu. Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đệ phải biết kiềm chế cảm xúc của mình lại đi, không được tùy tiện bộc lộ nó ra. Những lời đệ vừa nói, để người khác nghe được sẽ gây ra quả lớn đó, đệ biết không? Ca, chúng ta ra trận chiến đấu gian khổ như vậy, huynh vẫn không cho đệ được quyền kêu ca sao? Tại sao giang sơn cho chúng ta vất vả giành được đều thuộc về hắn chứ? Đa Đạt, bác ca hiện giờ là hãn dương nước Kim, giang sơn mà chúng ta giành được tuy thuộc về hãn dương,
nhưng cũng thuộc về nước Kim. Vậy thì có gì khác nhau chứ? Đa đa, nhà Kim với Hãn Dương đương nhiên là khác. Đệ có thể không yêu Hãn Dương hiện nay, nhưng đệ không thể không yêu nước Kim. Nước Kim là cơ nghiệp mà cả đời phụ Hãn chúng ta mới giành được. Nếu chúng ta để mất nước Kim, chỉ tâm huyết cả đời của phụ Hãn chẳng phải cũng tiêu tan sao? Đệ có hiểu không? Đệ hiểu rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngày mai chính là ngày Ngọc Tỷ 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 võ chiêu thân rồi. Sao huynh vẫn còn chần chừ chưa đi? Ta suy nghĩ rồi, ta không thể bỏ lại đại quân mà đi theo Khoa Nhĩ Tẩm. Ta phải đích thân đưa toàn quân trở về Thịnh Kinh. Nhưng sẽ trễ cuộc tỷ võ chiêu thân. Đệ yên tâm, ta tính thời gian rồi. Đệ đừng quên, ca ca đệ chính là người cưỡi ngựa nhanh nhất nước Kim này. Được, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu không, Ngọc Tỷ Tỷ sẽ thành thế tử của người khác đó. Bây giờ đệ sẽ truyền lệnh xuống dưới, chúng ta lập tức nhổ trại về kinh. Được. Mai phục rồi, đừng lập tức phá dòng dây. Đa Đạt, ta dẫn theo 500 quân đánh ngược về phía sau để dẫn đại quân đi theo hướng bắc. Rõ. Đa Đạt, lập tức phát tín hiệu kêu đội quân A Mẫn qua sông nhanh chóng tới cứu viện. Như vậy đội quân hai bên giáp công có thể dồn quân Minh vào giữa. Rõ. Đi. Báo hiệu của Tương Bách Kỳ, chúng ta mau qua sông chi viện. Vội gì chứ, để cho hai tiểu tử đó từ từ rèn luyện thêm đi. Nếu không, chúng cho rằng quân công là thứ quá dễ để có. Kỳ chủ, nhưng mà... Nhưng nghĩa cái gì? Hai tên tiểu tử đó còn tưởng là bọn chúng giỏi giang lắm, huynh hoàng danh giáo. Cho chúng có dịp rèn luyện thêm, cho đổ thêm chút máu ngoài chiến trường. Người xem Tương Lam Kỳ của chúng ta có tướng sĩ nào mà không gặp nguy khốn phải đổ máu nơi chiến trường. Nhưng mà chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Mao Văn Long thực sự đánh tới, chúng ta cũng phải ứng chiến. Có dòng Liêu Hà, Mao Văn Long có thể làm được gì? Hơn nữa, mấy tên quân Minh đó đa phần đều không biết bơi. Ta đã cho người thu thập thuyền bè dùng này rồi, chúng lấy gì để công thành? Không lẽ mỗi tên cưỡi một con rùa để qua sông sao? Nếu để hẳn mà biết được, chúng ta xem như kháng chỉ. Đủ rồi, ở đây ngươi chỉ huy hay là ta chỉ huy? Đa Nhĩ Cổn, vào ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đó tiểu tử.
Quang Mẫn sao vẫn chưa tới chi viện? Đợi để bắn đạn báo hiệu đi rồi. Tiếp tục bắn đi. Nhưng đạn báo hiệu đã dùng hết rồi. Nè nè, để những người phá vòng dây ra ngoài, ta cầm cự ở đây. Trong hai ta, để cần phải sống sót trở về. Để những người đi trước đi. Cơ cơ, không được đâu. Để muốn được ở lại với huynh. Đi, cơ cơ. Cơ. Lên. Lên. Chà. Đại nhị cũng. Mặt trăng đã tròn, huynh đã hứa vào ngày trăng tròn sẽ tới khoa nhĩ tẩm mà. Sao tới giờ huynh vẫn chưa tới? Huynh đã gặp phải chuyện gì sao? Ca. 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 Đại nhị cổ, huynh có biết không, mỗi lần nhìn miếng ngọc bội này, muội đều luôn nhớ tới nụ cười của huynh vào hôm đó. Miếng ngọc bội này ta đã đeo từ lúc nhỏ. Ta giao nó lại cho muội. Cách cách, người lại ngồi thẫn thờ ở đây rồi. Ta đang chờ đại nhị cũng. Thập tứ bối lạc chắc chắn đang trên đường tới đây. Người sẽ không bị gì đâu. Cách cách đừng quá lo lắng. Trời lạnh rồi, chúng ta về đi. Ta phải chờ huynh ấy về. Sáng sớm ngày mai là người có thể nhìn thấy bối lạc rồi. Hôm nay đại hãn đã nhận được tin báo thắng trận rồi mà. Nói là thập tứ bối lạc, thập ngũ bối lạc đã giành được chiến thắng, chuẩn bị thu quân hồi triều. Người nghĩ coi, đi từ nhà Kim về tới đây chắc chắn là phải mất nhiều thời gian rồi. Nhưng trong lòng ta cảm thấy lo lắm. Người đừng suy nghĩ dẫn dơ nữa. Cách cách, người mau đứng dậy đi. Người đã chờ suốt cả đêm rồi. Chúng ta cần phải về để sửa soạn nữa. Giờ ta chỉ muốn được gặp đại nhị cổn thôi. Cách cách, mùi nghĩ mãng của tư bối lạc chắc đang lo lắng lắm, đang tìm người khắp nơi. Lễ hội đua ngựa sắp sửa bắt đầu rồi. Nhưng ngoài đại nhị cổn ra, ta không muốn lấy ai khác. Ta tới đó làm gì? Nhưng mà hôm nay cách cách là nhân vật không thể vắng mặt được. Ê, thập tứ bối lạc có thể tới rồi đó. Biết đâu là ngài muốn làm cách cách bất ngờ nên tới thẳng bãi săn luôn rồi. Chúng ta mau đi đi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Đa nhị cổn không thấy tướng, chắc là sợ quá đi mà. Con trai của nổ nhị cáp xích thì ra chỉ là một tên chết nhát. Ta cho các người biết, Đại Ngọc Nhi là cô gái của ta, các người không ai được giành với ta.
ai cả gan dám đứng ra tranh giành, ta sẽ diệt bộ lạc của hắn ngay. Đại hãn, mời. Mời. Ô, ok. Đại hãn, muội muội của ta chính là khắc tinh của Âu Âu Cách đó. Không biết là nó lại định bày trò gì nữa. Đại hãn, mời. Mời. Âu Âu Cách, con muốn hủy bỏ tỷ võ chiêu thân. Ồ, tại sao vậy? Ngoài đây nhĩ cổn ra, con không lấy ai khác hết. Ngọc Nhi, đây không phải chuyện đùa đâu. Con nhìn thấy chưa, có hơn 10 dương tử bối lạc các bộ lạc đều đã tới. Con cũng nhìn đi, Hoàng Thái Cực cũng tới đây. Con cố ý làm cho ta khó xử à? Ô ô Cách, con cầu xin người đó. Ngọc Nhi, mau đứng lên. Đây không phải là trò chơi. Bây giờ ta không chỉ là Âu Âu Cách của con, mà còn là bối lạc của Khoa Chỉ Tẩm. Hôm nay tất cả quý tộc và dương tử trên thảo nguyên đều đã tới. Nếu ta hủy bỏ cuộc tỷ võ chiêu thân, tức là trái lời hứa. Con nên biết rằng, nếu ta làm như vậy, Khoa Nhĩ Tẩm từ nay sẽ mất hết thể diện đó. Nhưng hạnh phúc của con cũng rất quan trọng mà. Con không thể lấy người con không yêu. Xem ra đây là điều do ông trời sắp đặt. Đa Nhĩ Cổn không tới, đủ chứng tỏ con không có duyên với cậu ta. Ô ô Cách, hủy bỏ tỷ võ chiêu thân là chuyện không thể được đâu. Con có biết không, bây giờ có rất nhiều bộ lạc hùng mạnh đang dòm ngó Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta như hổ đói rình mồi. Nếu ta hủy bỏ cuộc tỷ võ này, thì việc Khoa Nhĩ Tẩm mất hết thể diện chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là chuyện này sẽ trở thành cái cớ cho các bộ lạc khác đánh chiếm Khoa Nhĩ Tẩm. Chúng ta còn có đại hãn, còn có nhà Kim Hậu Thuẫn, sao họ dám làm bậy chứ? Ngọc Nhi, con còn rất nhỏ, không hiểu hết được chuyện đâu. Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta chẳng qua chỉ là con cờ đứng ở giữa hai kẻ địch hùng mạnh là nhà Kim và Sát Cáp Nhĩ. Nếu con làm vậy thì Khoa Nhĩ Tẩm sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, khơi mào cho chiến sự nổi lên. Vậy không chỉ Khoa Nhĩ Tẩm sẽ bị san thành bình địa, mà ngay cả nhà Kim và toàn bộ Mông Cổ sẽ khói lửa binh đao, đôi bên sẽ tổn thương. Con à, không phải Âu Âu Cách không thương con, mà thực sự ta cũng không còn cách nào khác. Ta dùng hết mọi cách thức của mình, nào là liên hôn, nào là hòa giải, mới đổi lại được 10 năm thái bình cho Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta. Ngọc Nhi à, ta không thể vì một mình con mà đánh đổi vận mệnh của cả Khoa Nhĩ Tẩm được. Ngọc Nhi, nặng nhẹ thế nào bản thân con hãy tự suy xét lấy. Âu Âu Cách, Cách Cách, ngươi đừng buồn nữa. Mùi có một cách giải quyết rồi. Là cách gì? Tỷ võ chiêu thân không phải là người nào thắng mới có thể cưới Cách Cách sao? Vậy nếu như Cách Cách chiến thắng thì sao? Người cũng tham gia cuộc thi rồi thắng hết tất cả bọn họ, vậy không ai cưới được người nữa rồi. Đại Ngọc Nhi, nàng là của ta rồi. Tốt, các vị đều là dũng sĩ của thảo nguyên Mông Cổ chúng ta. Vòng đầu đã tìm ra được những tuyển thủ xuất sắc nhất. Các vị sắp sửa bước vào vòng thi tiếp theo. Người nào giành thắng lợi cuối cùng thì ta đây sẽ đem cháu gái tài mạo song toàn của mình đem Đại Ngọc Nhi gả cho người đó. Được. Còn nữa, hôm nay đại hãn anh dũng của nhà Kim Tôn Quý cũng đích thân đến xem hội đua ngựa Triết Lý Mộc chúng ta. Trận quyết đấu cuối cùng sẽ do đại hãn đích thân tuyên bố bắt đầu. Các dũng sĩ hãy cố gắng tỏ rõ phong thái cũng như khí phách thiên ngang của người Mông Cổ ta. Thank you.
Đại Ngọc Nhi, muội tới đây làm gì? Ta tới thi đấu. Ba năm trước tôi có một lạc ma từng xem vẽ cho muội, nói là muội sau này sẽ thành mẫu nghi thiên hạ, lên ngôi hoàng hậu. Tỷ võ chiêu thân sao? Nhưng đa nhị cũng để vẫn chưa trở về. Hoàng Thái Cực, sao nàng tham dự cuộc đua? Vì ta không thích họ. Vậy còn ta? Ngọc Nhi không vui sao? Đại Hãn, tại sao vậy? Không có gì khó hiểu cả. Nàng là người con gái khiến cho ta coi trọng, là người con gái khiến cho ta rung động.
Nàng chính là Trác Phúc Tấn của ta. Mau! Bẩm đại hãn, kỳ chủ của Tương Bạch Kỳ Đại Nhi Cổn đã tử trận. Đại Nhi Cổn, Đại Nhi Cổn vẫn chưa chết đúng không? Đại Nhi Cổn. Mỹ nữ của Khoa Nhĩ Tẩm sao? Cô ta là người trong mộng của Ngạch Triết Dương Tử chúng ta đó. Xem ra Ngạch Triết Dương Tử chúng ta giành chiến thắng rồi. Có phải cô ta định bỏ trốn không? Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta bắt được cô ta, chắc chắn sẽ làm được công lớn đó. Lên cho ta. Đứng lại cho ta. Ai có gan thì bước lên. Cũng đành đá đó. Các huynh đệ, cô ta chính là Dương Phi tương lai của chúng ta. Ngạch Triết Dương Tử chúng ta sao chịu nổi cô chứ? Ai đó? Mau tránh ra, ta sẽ tha tội chết cho người lại hả? Ngọc Nhi, cô không sao chứ? Tôi không sao. Dám đả thương người sát cấp với bọn ta, nói mau, người thường trở lại. Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người đòi vào. Các huynh đệ, lên cho ta. Rồi. Đã biết danh tánh của ta rồi, còn không mà cút khỏi thảo nguyên của Khoa Nhĩ Tẩm. Các huynh đệ, hắn chính là kẻ địch lớn nhất của sát cấp vậy chúng ta. Giết chết hắn, chúng ta tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý. Lên cho ta. Ngọc Nhi, đừng sợ. Tôi không sao. Ma quỷ. Đại hãn, Ngọc Nhi. Đại hãn, người không sao chứ? Không sao. Ngọc Nhi, con thật thiếu phép tắc, hãy mau xin lỗi đại hãn. Không phải là lỗi của Ngọc Nhi. Mãn của Tư Bối Lạc, nhà Kim diệt quân khẩn cấp, ta không thể ở lại thêm, phải lập tức trở về Thịnh Kinh. Được, đi được cẩn thận. Ngọc Nhi xin giao lại cho người. Đại hãn yên tâm đi. Long Cách, triệu tập nhân mã lập tức hồi kinh. Dạ. Thu dọn đi, chúng ta phải trở về Thịnh Kinh. Ngọc Nhi là cháu của thiếp, vì sao người lại làm như vậy? Triết Triết, nàng đã hiểu lầm ta rồi. Hiểu lầm? Nàng còn nhớ Ngô Khắc Thiện từng nói gì hay không? Nói gì chứ? Ngô Khắc Thiện nói Lạc Ma từng xem quẻ cho Ngọc Nhi, nói là Ngọc Nhi là mẫu nghi thiên hạ. Đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa thôi. Không, ta phải đề phòng rủi ro. Nếu để Ngọc Nhi lấy người khác, sau này khi Ngọc Nhi thành hoàng hậu, thì phu quân nàng ấy sẽ thành gì? Thiếp chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nếu thật sự Ngọc Nhi là hoàng hậu, cũng chỉ có thể là hoàng hậu của Hoàng Thái Cực ta. Hoàng hậu của người sao? Triết Triết, nếu sau này ta làm hoàng đế, hoàng hậu đương nhiên sẽ là nàng.
nhưng Ngọc Nhi nhỏ hơn nàng rất nhiều. Nàng có hiểu ta muốn nói gì hay không? Ta hiểu được cảm giác của nàng. Nếu người bên cạnh không hy sinh thì làm sao ta lên làm đại hãn được chứ? Ta tin là nàng sẽ hiểu. Ta phải đi tìm Đen Nhị Cổn. Huynh ấy từng nói tới khoa nhĩ tẩm tìm ta. Huynh ấy nói sẽ tới tham gia tỷ võ chiêu thân. Còn nói huynh ấy sẽ cưới ta. Nhưng vì sao huynh ấy lại gạt ta? Vì sao huynh ấy lại gạt ta? Ngày nào ta cũng trông hết, tôi cũng chờ hết. Tôi chờ huynh ấy sẽ sớm tới khoa nhĩ tẩm tìm ta. Đa Nhĩ Cổn, huynh là tên lừa gạt. Huynh là tên lừa gạt. Đã nói sẽ tới cưới muội mà, sao huynh có thể dứt bỏ muội? Không được, tôi phải tìm huynh ấy. Cách. Ngọc Nhi, Đa Nhĩ Cổn cậu ta chết rồi. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Người gạt con, các người đều gạt con. Cách, người bình tĩnh đi. Đa Nhĩ Cổn huynh ấy chưa chết. Huynh ấy không chết đâu, con đi tìm huynh ấy. Ngọc Nhi, con phải nhớ là bây giờ con đã là Trắc Phúc Tấn của đại hãn rồi đó. Ngọc Nhi, trước đó đại hãn đã nói nếu chúng ta không đưa được muội tới Thịnh Kinh, toàn bộ khoa nhị tẩm chúng ta đều sẽ gặp họa. Ngọc Nhi, muội những tâm nhìn bá tánh của khoa nhị tẩm chúng ta chỉ vì một mình muội mà chịu khổ chịu tội hay sao? Không được, con muốn đi tìm huynh ấy. Con cần phải đi tìm huynh ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngọc Nhi, cách. Tô Mạc Nhi, muội nghe cho rõ đây, đừng đi theo ta nữa. Cách, chúng ta trở về đi. Ta phải đi tìm Đa Nhĩ Cổn, ta cần phải đi tìm huynh ấy. Thập tứ bối lạc đã không còn nữa. Cách, người bình tĩnh lại đi có được không? Ai nói là huynh ấy chết rồi? Không phải, ta đi tìm huynh ấy, muội đừng cản ta. Nhà Kim đã cho bố cáo tin buồn rồi. Muội nói huynh ấy chết rồi có đúng không? Được, huynh ấy chết rồi, vậy thì ta cũng chết. Cách, muội cầu xin người, chúng ta về đi có được không? Muội biết là trong lòng của người rất buồn, muội biết trong lòng của người rất đau khổ, cảm thấy trời đất như là sụp đổ xuống. Nhưng mà cách à, người cũng là trời của muội. Nếu như người gặp phải bất trắc gì, vậy muội phải làm sao đây? Và cả âu ô cát và ngạch cát của người sẽ ra sao? Cách, lúc trước chính người đã khuyên thập tứ bối lạc, cho dù gặp phải chuyện đau đớn cỡ nào thì cũng phải cố gắng sống mà. Nếu Đa Nhị Cổn chết rồi, ta còn sống có ý nghĩa gì đâu? Nếu Đa Nhị Cổn chết rồi, ta cũng chết theo chàng. Đừng mà. Tô Mạc Nhi, muội tránh ra. Không, cách, nếu như cách chết rồi, Tô Mạc cũng không muốn sống nữa đâu. Xin cách quay về. Xin cách quay về. Các người tránh ra hết cho ta. Các người không đi có phải không? Được. Xin cách quay về. Xin cách quay về. Cách. Đều không đi có đúng không? Hôm nay ta đánh chết các người. Cách. Đừng đánh nữa mà cách. Cách, đừng đánh nữa. Cách. Cách, đừng đánh nữa. Cách, thập tứ bối lạc đã không còn nữa. Bây giờ người là Trắc Phúc Tấn của đại hãn rồi. Trắc Phúc gọi Đa Nhĩ Cổn ra, ta không lấy ai cả.
Đa Đạt, nói cho ta biết đã có chuyện gì. Hoàng Thái Cực, đó là bẫy của ngươi có phải không? Vì ngươi muốn đuổi cùng giết tận hai huynh đệ bọn ta có phải không? Ngươi đang nói bẫy gì đó? Ca ca chết rồi, cuối cùng huynh ấy cũng chết rồi. Các người vui rồi chứ gì? Các người đắc ý rồi chứ gì? Đa Đạt, để hãy bình tĩnh lại, mau nói cho ta nghe, thật ra có chuyện gì? Tại sao trận chiến Liêu Hà lúc mới bắt đầu là chiến thắng, cuối cùng lại trở thành thua trận? Không phải đều do các người sắp đặt cả sao? Vì sao ngươi còn hỏi ta chứ? Ca, huynh nhìn thấy chưa? Đây là kết quả huynh bắt để nhẫn nhịn đó. Bây giờ thì ai thương tình huynh, ai tội nghiệp cho huynh đây hả? Đa Đạt, mà bậy cái gì đó? Bản thân bại trận trở về còn dám ở đây gây chuyện vô lối. Ca, chính bọn họ đã hại chết huynh. Huynh có muốn nói gì với họ không? Đa Đạt, người tỉnh táo chút cho ta hả? Đừng có dọa ma dọa quỷ. Ai hại chết ca ca ngươi? Hoàng Thái Cực, người nhìn thấy chưa? Trong mắt hắn có còn dương pháp tổ tiên không? Chị Toàn nói bậy bạ, rõ ràng không hề coi tam đại bối lạc ra cái gì hết. A Mẫn, ta hỏi ngươi, ta kêu ngươi đóng quân phía đông Liêu Hà là để tăng diện, tại sao Tương Bạch Kỳ rơi vào nguy hiểm, ngươi lại chậm trễ không qua sông chi diện? Không qua sông, không chi diện, vậy cuối cùng lại đánh lùi quân Minh, không phải là A Mẫn ta sao? Chẳng lẽ là Đa Nhĩ Cổn à? Lúc bọn ta bị giết chết gần hết, ngươi mới chịu qua sông? Tiểu tử ngươi vu oan cho ta thì có hả? Tương Lam Kỳ ta bất chấp an nguy cứu các ngươi khỏi nguy hiểm, bây giờ lại là các ngươi vu oan đổ tội cho ta. A Mẫn, lẽ nào ngươi không nhìn thấy đạn pháo báo hiệu? Ta không thấy đạn báo hiệu nào, bầu trời ngoài nắng chói chang, làm gì có đạn pháo? A Mẫn, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta đã bắn lên tổng cộng 15 viên đạn báo hiệu. Ba ngày ban mặt làm sao ta có thể nhìn thấy đạn báo hiệu chứ hả? Mà hơn nữa, tiểu tử ngươi bắn lên hay không chỉ có trong lòng ngươi biết rõ thôi. Ngươi, cho dù ngươi không nhìn thấy đạn báo hiệu, lẽ nào cũng không nghe tiếng đánh nhau ở bên kia bờ? Ta nghe thấy, đương nhiên nghe thấy rồi. Ta còn tưởng bọn chúng lấy được đại pháo của quân Minh lấy ra đốt chơi. Hơn nữa, làm sao ta biết hai tiểu tử bọn chúng bại trận? Rõ ràng là chúng đang chuẩn bị rút quân về kinh mà. Là người có ý trách tâm hại người, thấy chết không cứu. Tiểu tử ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người, có bằng chứng gì mà nói ta thấy chết không cứu chứ? Ngươi làm gì có trời nhìn thấy? A Mẫn, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Ca ca ta sẽ đem theo các tướng sĩ đã chết tới tìm ngươi hỏi tội. Cầm miệng, ngươi dám nhục mạ gì bố lập, ta cho ngươi biết. Ta không chỉ nhục mạ, ta còn muốn giết hắn. Đa Đạt, ngươi muốn làm gì hả? Hoàng Thái Cực, ngươi nghe thấy không? Hoàng Thái Cực hả? Hắn muốn giết ta kìa, ngươi muốn tạo phản hả? A Mẫn, ngươi cũng là người Nam Chinh Bắc Chiến suốt bao nhiêu năm, không lẽ bờ bên kia có đánh nhau hay không ngươi lại không hay biết? Ngươi muốn gạt ai đây? Thật ra ngươi định trấp tâm làm chuyện gì? Ta đương nhiên là biết. Đã biết tại sao còn chỉnh mãn? Lúc nãy ta cũng nói rồi, ta không nhìn thấy pháo hiệu hả? Mà hơn nữa, Mao Văn Long có Hồng Uy đại pháo, Tương Lam Kỳ ta chưa có lãnh thiết mã đâu. Hoàng Thái Cực, ngươi muốn ta vội vàng qua sông, chẳng phải là đem quân mình đi chặn hồng pháo sao? Đó là nộp mạng vô ích. Vậy ngươi cứ trơ mắt ra đứng nhìn Tương Bạch Kiệt bị bắn chết hay sao? Đó đều là huynh đệ của ngươi kia mà. Hoàng Thái Cực, chuyện này thì ngươi cũng biết, nguyên tắc tác chiến cao nhất chỉ coi trọng thắng hay bại, chỉ dựa vào chiến lược, không phải nghĩa khí, cả không phải tình cảm. Nên lúc đó ta liệu mình sống qua, chỉ e là bây giờ Tương Lam Kỵ của ta cũng bị tiêu diệt hết rồi hả? Ta có gì sai, ta chỉ bảo toàn thực lực, dụ quân Minh bắn hết đạn pháo của chúng, sau đó ta mới kéo sang một lần bắt gọn bọn chúng thôi hả? Hoàng Thái Cực, nếu người nghe theo mấy lời nói linh tinh của tên tiểu tử Đa Đạt, ta cũng không còn gì biện minh đâu. Ai đó, A Mẫn đã lập chiến công lấy lưng từ thời Phủ Hãn rồi, làm sao có thể mắc sai lầm trên chiến trường được chứ? Chỉ có thể trách tiểu tử này vô dụng, còn đổ oan cho A Mẫn. Vậy cả ta chết vô ích hay sao? Chỉ biết nói là tiểu tử Đa Như Cổn đó kinh nghiệm quá ít, tác chiến kém cỏi. Hoàng Thái Cực, Đa Đạt đã đại bại trở về, rõ ràng là cầm quân kém cỏi, cần phải trừng trị nghĩa minh. A Mẫn, ngươi muốn dậu đổ bìm leo à? Được, ngươi loại bỏ ca ca ta, bây giờ cũng muốn loại bỏ cả ta, không phải vì muốn giành lấy Tương Bạch Kỳ của bọn ta sao? Nếu thật sự ngươi có bản lĩnh thì bây giờ ngươi giết cả ta đi. Đa Đạt, ngươi muốn làm gì hả? Đủ rồi, không được nổi chiến nữa. Làm gì hay ho lắm hay sao? Ai đúng ai sai, ta tự biết định đoạt.
Hàm Ứng, sai người tử thủ Tây Bình báo cho ta. Nếu quân Minh còn dám đông tiến một bước, ta sẽ hỏi tội của người. Nhận lệnh. Cũng vô tích sự như Đa Nhĩ Cổn, chỉ biết trốn để uống rượu giải sầu. Đưa ta, ngươi lấy quyền gì mà quản gì của ta chứ? Ta là tam ca của ngươi. Tam ca mạng cổ nhị thái, đừng giả làm người tốt mà cút đi cho ta. Đa Đạt, ta sẽ không giận ngươi đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đàn ông không? Ta không phải đàn ông. Ta chỉ là tên nhóc thôi. Là đàn ông thì không nên ở đây uống rượu, mà nên đi tìm quan thái cực. Chính hắn đã hại chết Đa Di Cổn, hắn cướp mất đi cô gái của ca ca ngươi. Ngươi nên đi tìm hắn, đòi lại công bằng. Công bằng? Trên đời này còn có công bằng sao? Cho nên ngươi phải cứng cỏi lên. Thế gian này là ý mạnh hiếp yếu, ngươi phải mạnh mẽ lên, đã biết chưa? Hoàng Thái Cực, người ra đây cho ta. Tâm Ngũ A Ca, để hắn đi vắng, người uống say rồi. Ai uống say hả? Hoàng Thái Cực, ngươi là con rùa rút đâu, ra đây cho ta. Tâm Ngũ A Ca, còn dám chửi bới đại hãn như vậy, coi chừng. Coi chừng cái gì chứ? Ngươi là cái thá gì? Lập tức kêu Hoàng Thái Cực ra đây cho ta. Đại Phúc Tấn, Đại Phúc Tấn, chuyện gì vậy? Thập Ngũ Bối Lạc uống sai chạy tới đây quậy phá. Cái gì? Hoàng Thái Cực, ngươi ra đây cho ta. Đa Đạt, để la hét cái gì vậy? Đừng có la nữa. Bác Tổ, Hoàng Thái Cực có phải sắp nạp thiếp không? Người là bác ca của đệ đó. Bác ca ta. Vậy bác ca ta có phải sắp thành thân không? Đệ đừng có nói nữa, đi theo ta. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay không được phép nói cho đại hạng biết. Dạ. Hoàng Thái Cực, đi thôi. Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực, đừng có la nữa. Đa Đạt, ca ca tao vừa mới chết, Hoàng Thái Cực đã dỗ dàng thành thân là có ý gì chứ? Nhỏ thôi. Dừng ca, mau đóng cửa lại. Dạ. Ca ca ta chỉ vừa chết, Hoàng Thái Cực đã dỗ dàng nạp thiếp là có ý gì hả? Ta hỏi tổ, chắc Phúc Tấn Hoàng Thái Cực sắp cưới có phải là Ngọc Tỷ Tỷ không? Phải. Ca, mình có nghe thấy không? Hoàng Thái Cực muốn cưới người yêu trong mộng của anh kìa. Đà Đạt, để đừng la lớn nữa được không? Đệ, ca ca đệ vừa mới tử trận thôi, Hoàng Thái Cực đã nóng lòng muốn cưới người yêu của huynh ấy rồi, có công bằng hay không hả? Bác Tổ, tổ có biết ca ca đệ đáng thương lắm không? Phụ hãn không còn, ngạc nương không còn, hãn vị cũng không còn, ngay cả mạng sống của mình cũng không còn luôn. Bây giờ thậm chí người mà mình ấy yêu thương như cũng mất luôn. Vậy có công bằng không? Có công bằng hay không? Đa Đạt à, để nghe ta, đừng nói nữa có được không? Hả? Bác Tổng,
Bác Tẩu để quên mất, Tẩu là đại phúc tấn của bác ca mà. Các người mới là người một nhà. Đa đạt, bác Tẩu chứng kiến đệ với Đa Nhị Cổn khôn lớn trưởng thành. Bác Tẩu thương hai đệ lắm, bác ca đệ cũng thương hai đệ nữa. Bác ca thương bọn đệ hay sao? Nếu bác ca thương đệ thì đâu đẩy hai huynh đệ của đệ vào trong hang lửa chứ. Nếu như bác ca thương bọn đệ thì đâu có đoạt hết mọi thứ của bọn đệ chứ. Đa đạt, kìa, bác Tẩu, bác Tẩu làm cái gì vậy? Bác đứng lên. Đa đạt, bác Tẩu xin hai người, bác Tẩu làm như vậy là vì bác ca đệ, nhưng chủ yếu vẫn là vì đệ đó. Hả? Đa Nhĩ Cổn đệ ấy không còn nữa. Với tình huynh đệ thâm sâu của hai người, tất nhiên đệ ấy không muốn đệ xảy ra chuyện gì rồi. Đệ lớn tiếng la lối như vậy chỉ làm hại bản thân đệ mà thôi. Bác Tẩu thực sự không đành lòng thấy đệ bị hại đâu. Bác Tẩu, bây giờ ngạch nương đệ chết rồi, ca ca đệ cũng chết rồi, Đa Đạt này bây giờ không còn gì nữa hết, không còn gì nữa hết. Bác Tẩu sẽ thương đệ mà, bác Tẩu nhất định sẽ chăm sóc cho đệ đàng hoàng. Hả? Đệ nhớ ngạch nương đệ, đệ nhớ ca ca đệ. Đệ phải cứng rắn lên. Hả? Đa Đạt, đệ không được để cho người khác biết được chuyện này. Hả? Đệ hãy tin ta, bác ca đệ không phải cố tình chiếm đoạt ngọc tỷ tỷ của đệ. Đệ nghĩ coi, nếu câu chuyện này mà đồn ra ngoài, ngọc tỷ tỷ của đệ phải sống sao đi. Hả? Ngọc tỷ tỷ? Tại sao ngọc tỷ tỷ không chờ ca ca đệ? Tại sao thế ấy không chờ ca ca đệ chứ? Trong cuộc thi đua ngựa, Đa Nhĩ cũng không tới, bác ca lại tới. Đó là số mệnh. Lễ đua ngựa? Ta nghĩ lúc này chắc là Ngọc Nhi cũng đau lòng lắm, buồn khổ lắm. Đa Đạt, vì ngọc tỷ tỷ của đệ, cũng vì bản thân của đệ, sau này đừng nói những lời phạm thượng này nữa có được không? Bác Tẩu, Cách Cách, người ăn chút gì đi. Đã mấy ngày rồi người không có ăn cơm, cứ tiếp tục như vậy người sẽ ngã bệnh mất. Cách Cách, người đừng có như vậy mà, người ăn chút gì đi có được không? Đa Nhị cũng chết rồi, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Cách Cách, bây giờ người không chỉ là Cách Cách của Khoa Nhĩ Tẩm, mà người còn là, còn là Trắc Phúc Tấn của nước Kim. Đại Hãn đã sai Long Cách đem xính lễ và lệnh xuất phong tới đây rồi. Ta không xuất giá được. Cách Cách, người đi ra ngoài đi, hãy để ta ở đây một mình. Đa Nhị Cổn, bây giờ muội mới biết thì ra cuộc sống lại khó khăn như vậy.
Thì ra đây là tên người Kim bị Mao Nguyên Soái đánh bại. Nước, nước. Được. Hay mình bắt hắn đem về xem có moi được tin tức gì từ hắn không, rồi báo cáo với Mao Nguyên Soái. Ngọc Nhi, không ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện. Ta cũng hiểu được tâm sự của con. Ừ, ok. Người thực sự muốn gả con cho cô phụ hay sao? Không còn cách nào thay đổi được nữa hả? Nhưng ta vẫn nhìn ra được Hoàng Thái Cực đúng là thật lòng yêu thương con. Nếu con về với Đại Hãn, người chắc chắn sẽ không bạc đãi con. Nhưng Đại Hãn cưới một cái xác không hồn về để làm gì chứ? Ngọc Nhi, đây cũng là điều mà ta muốn dặn dò con. Bất luận thế nào, con cũng không được tỏ thái độ này. Ô ô cách, con không làm được. Con không làm được cũng phải làm cho được. Tại vì con là cách cách của Khoa Nhĩ Tẩm. Vì con là con cháu của gia tộc Bác Nhĩ Tế Các Đặc Thị chúng ta. Ô ô cách, nhiệm vụ này nặng nề quá, con không làm nổi. Trái tim của con đã chết rồi. Người bắt con phải tươi cười mà sống hay sao? Việc này khó khăn dường nào. Ô ô cách, con cầu xin người, người buông tha cho con đi. Ngọc Nhi, không phải ta muốn đẩy con vào vị trí này đâu, mà đây là vận số của con. Con là đứa cháu gái ta yêu thương nhất. Ta thật không muốn nhìn thấy con đau khổ dằn vặt. Ta cũng không muốn nhìn thấy con phải ly biệt với người con yêu thương. Nhưng mà tất cả là vận số của con. Đa Nhĩ Cổn không tới mà lại là Hoàng Thái Cực tới đây. Đây chẳng phải là sắp đặt của trời cao hay sao? Ngọc Nhi, con không thoát khỏi được sự an bài này đâu. Con đã quên lời mà Hoàng Thái Cực đã nói rồi sao con? Lời gì? Hoàng Thái Cực nói, nếu người nào dám đụng tới người phụ nữ của hắn, bất luận là ai, cũng phải chết. Cho dù Đa Nhĩ Cổn vẫn còn sống, nó cũng đành phải gọi con là tẩu tẩu. Còn bằng không thì con với nó, cùng với Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta, sẽ bị hủy diệt tới tận cùng. Con đồng ý, nhưng con có một yêu cầu. Con nói đi. Ngày con xuất giá, hãy cho dừng kiệu ở đỉnh Ngũ Vân Sơn. Ở đó con có thể nhìn thấy được Liêu Hà. Xin người cho con được tế bái Đa Nhị Cổn. Được, ta hứa với con. Ngọc Nhi, hôm nay là ngày con xuất giá, con vui vẻ một chút đi ha. Con hãy nghe Ngạch Cát nói, con về với Hoàng Thái Cực còn sướng hơn nhiều nếu ở bên Đa Nhĩ Cổn. Bây giờ Hoàng Thái Cực là hãn dương của nước Kim, ngồi trên vạn người, quyền uy tối thượng. Nếu sau này con được đại hãn sủng ái thì... Ngạch Cát, ngươi đừng nói nữa. Âu ô cách con, thương con quá cho nên hồ đồ rồi. Trong ngày đại hỷ trọng đại này lại đồng ý cho con tới đây. Cách cách, sắp tới Ngũ Vân Sơn rồi. Ta biết rồi. Ngạch Cát, sau khi con đi rồi, người phải giữ gìn sức khỏe. Còn Âu Ô Cách nữa, người cũng lớn tuổi rồi. Ta biết rồi. Khi nào con nhớ Ngạch Cát, nhớ Khoa Nhĩ Tẩm, thì hãy nói với đại hãn để người cho phép con về thăm nhà.
Khoa Nhị Tẩm chúng ta có được hai vị cách cách gả cho Hãn Dương nước Kim là tổ tiên phù hộ đó. Bây giờ ngoài Sát Cáp Nhĩ ra, cả Mông Cổ này không còn người nào dám coi thường Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta nữa. Ngạch Ca hả? Còn một chuyện nữa. Nói đi. Người hãy đón Hải Lan Châu trở về đi. Ta... Ngạch Ca, sau khi con đi rồi, bên cạnh người cũng không còn ai nữa, nên người hãy bao dung, đừng đuổi Hải Lan Châu đi. Hơn nữa bên nhà nhũ mẫu cô ấy cuộc sống cũng rất thiếu thốn. Nhưng thấy nó là ta lại tức giận lên. Người phạm lỗi là Ngạch Cát cô ấy. Hải Lan Châu là người vô tội. Cô ấy đâu thể gánh tội mà Ngạch Cát cô ấy đã gây ra. Con đừng nói nữa. Ngạch Cát, coi như con cầu xin người được không? Con chỉ có một ước nguyện này thôi. Được rồi, được rồi. Ta tự biết làm gì mà, ha. Muội đi với người nha. Đã nói dối muội, Quỳnh hứa với muội sẽ sống thật tốt mà. Vậy mà Quỳnh lại ra đi một mình, bỏ muội lại một mình ở trên thế gian này. Đa nhị cũ, muội cứ nghĩ sẽ được gả cho Huynh. Tô Mặc Nhi còn may cho muội bộ y phục rất đẹp, để chờ khi Huynh tới muội mặc cho Huynh xem. Nhưng mà không ngờ số phận chúng ta lại trớ trêu. Quỳnh biệt tâm, còn Hoàng Thái Cực lại tới đây. Sao muội có thể lấy người đó được? Người đó là cô phụ của muội. Đã nhỉ cùng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Quỳnh tỉnh rồi hả? Ở đây là đâu vậy? Tôi còn sống sao? Tất nhiên là Quỳnh còn sống. Không lẽ Quỳnh nghĩ đây là nhà của Diêm La Dương sao? Sao tôi lại ở đây vậy? Quỳnh bị thương nặng, ta tìm thấy Quỳnh ở bờ sông. Bờ sông? Liêu Hà, Quỳnh trôi từ thượng nguồn tới, cũng đã hôn mê mấy ngày rồi. Cô nương, đa tạ cô. Coi như ta làm phước vậy. Nè, cô là người Hán. Sao đây? Có thành kiến với người Hán hay là... Nhìn thấy người Hán thì đã muốn giết rồi? Không. Cô nương, cô có thể giúp tôi một việc không? Nói đi.
đi tìm cho tôi một con ngựa. Giờ quên bước đi còn không nổi, lấy ngựa để làm gì? Tôi muốn đi. Tôi phải trước ngày trăng tròn về tới Khoa Nhĩ Tẩm. Ngày trăng tròn? Đã qua lâu rồi. Nhưng tôi phải đến lễ đua ngựa. Tôi đã hứa với Ngọc Nhi rồi, tôi phải cưới cô ấy. Ý Quynh nói Cách Cách của Khoa Nhĩ Tẩm Đại Ngọc Nhi hả? Phải. Cô biết cô ấy à? Ta không biết cô ấy. Vậy sao cô biết Đại Ngọc Nhi? Hãn chương của nước Kim hôm nay sẽ cưới Trác Phúc Tấn, chính là Cách Cách của Khoa Nhĩ Tẩm Đại Ngọc Nhi. Cái gì? Khắp thảo nguyên nước Kim lan truyền tin này, nói hai cô cháu Cách Cách của Khoa Nhĩ Tẩm đều gả cho Hãn Dương. Không thể nào. Không thể nào đâu. Tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi phải đi tìm Ngọc Nhi. Tìm cô ta? Quynh biết cô ta ở đâu sao? Quynh không quen nơi này lại còn đang bị thương, Quynh đi cách nào? Tôi có bò cũng phải bò đến Khoa Nhĩ Tẩm. Ngọc Nhi có hứa với tôi, cô ấy sẽ chờ tôi mà. Con người Quynh thật kỳ lạ, sao lại thích người phụ nữ của đại hãn? Thật ra Quynh là ai? Tôi là Đa Nhĩ Cổn, thập tứ đệ của đại hãn. Tôi không có thích người phụ nữ của đại hãn. Là Quynh ấy đã cướp Ngọc Nhi của tôi. Không, không phải. Là Ngọc Nhi tưởng tôi đã chết rồi. Tôi phải đến Khoa Nhĩ Tẩm, tôi phải đi tìm cô ấy. Thì ra hắn chính là Đa Nhĩ Cổn. Xem ra Hoàng Thái Cực đã cướp mất người phụ nữ của hắn. Đây đúng là một cơ hội tốt. Đa Nhĩ Cổn, với bộ dạng của Quynh bây giờ, e là chưa đi tới nửa đường đã mất mạng. Để ta đưa Quynh đi cho. Đa tạ cô nương, vẫn chưa thỉnh giáo tôn tánh đại danh của cô nương. Quynh gọi ta là Lục Châu đi. Lục Châu cô nương, đại ân đại đức của cô, Đa Nhĩ Cổn kiếp sau đền đáp. Quynh đâu có chết, nói kiếp sau cái gì chứ. Lục Châu cô nương, vậy chúng ta đi đi. Đi thôi. Đa Nhĩ Cổn, muội sẽ không lấy người nào khác đâu. Muội sống là người của huynh, chết là ma của huynh. Huynh chết rồi, muội thực sự không muốn sống nữa. Tình cảm của muội, tâm trí của muội, linh hồn của muội, tất cả theo huynh hết rồi. Đa Nhĩ Cổn, huynh thấy rồi đó. Bây giờ muội chỉ còn lại một cái xác không hồn, tiếp tục sống còn ý nghĩa gì chứ? Đa Nhĩ Cổn, huynh hãy chờ muội. Muội tới đây. Trác Phong Tấn, ngươi đừng làm chuyện khờ dại. Ta không muốn sống nữa, ngươi đừng đến cứu ta. Trác Phong Tấn, nếu người thật sự muốn chết, vậy Long Cách cũng sẽ chết chung với người. Đại hãn lệnh cho tia chớp phải bảo vệ Trác Phúc Tấn. Nếu Trác Phúc Tấn có mệnh hệ gì, thì Long Cách đành lấy cái chết để tạ tội thôi. Ta sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Trác Phúc Tấn, thực ra mà nói, sống còn khó hơn là chết nữa. Nhưng người trên dương thế, lý do để sống tiếp phải nhiều hơn lý do để muốn chết chứ. Phủ Nhân Sơn trời đã đổi thay, mỹ nhân của Khoa Nhĩ Tẩm sắp đi rồi. Đại thúc, thúc đang nói gì vậy? Mỹ nhân của Khoa Nhĩ Tẩm sắp xuất giá rồi, nhưng mà tiếc là lại lấy người cô ấy không yêu thương. Cái gì? Ông chỉ nói cái gì? Phủ Nhân Sơn trời đã đổi thay, mỹ nhân của Khoa Nhĩ Tẩm sắp đi rồi. Phủ Nhân Sơn. Nè, Quynh đi đâu đó? Ngọc Nhi, con không sao chứ?
Ngọc Nhi, hôm nay là ngày đại hỷ của con, con phải vui lên. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, đại nhị cụ là huynh sao? Huynh đừng gạt muội nha, muội chịu đựng không nổi nữa đâu. Huynh đừng gieo hy vọng cho muội rồi lại mang nó đi. Ngọc Nhi, là huynh đi. Đại nhị cụ, huynh đừng đi. Muội không cho huynh rời xa muội nữa. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu, mãi mãi không xa nhau nữa. Nghịch cát, con không thể nào thành thân với đại hãn. Ngọc Nhi, làm sao như vậy được? Đại nhĩ cổn không chết, đại nhĩ cổn đã trở về rồi. Suốt cuộc đời này ta chỉ lấy một mình đại nhĩ cổn thôi. Trái tim ta là của huynh ấy, người của ta cũng là của huynh ấy. Ngọc Nhi, con biết con đang nói cái gì không? Con biết chứ. Con sẽ đến tạ lỗi với đại hãn, con sẽ cầu xin đại hãn thứ tội. Ngọc Nhi, muội tưởng là trò con nít hay sao? Ngọc Nhi, chuyện con gả cho đại hãn đã công bố khắp thiên hạ. Bây giờ văn võ trong triều đều đang chờ để chúc mừng. Âu Âu Cách của con cũng đang đãi tiệc ăn mừng ở khoa nhĩ tẩm. Bây giờ con nói không gả cho đại hãn nữa, chuyện này không thể nói đùa được đâu. Con làm như vậy thì đại hãn đâu còn thể diện gì nữa. Đại Phúc Tấn, tôi không biết các người đang nói gì. Tôi chỉ biết Ngọc Nhi là của tôi. Nếu đại hãn muốn hỏi tội thì để tôi gánh chịu. Ngươi lấy gì để gánh chịu? Trong lễ đua ngựa đó, Ngọc Nhi cực khổ chờ ngươi thì ngươi không tới. Hôm nay nó sắp về với đại hãn thì ngươi lại đột ngột xuất hiện. Ngươi nói đi, ngươi có ý gì đây? Tôi bị thương ngoài chiến trận, tôi mê man không biết gì. Hôm nay mới tỉnh lại nên vội vàng trở về đây tìm Ngọc Nhi. Nghịch cát, ngươi không thấy huynh ấy bị thương khắp người sao? Ngươi đừng có trách huynh ấy nữa. Thập Tứ Bối Lạc, nếu ngài thật sự yêu muội muội của ta thì hãy thả nó ra rồi ra đi một mình đi. Huynh đang nói cái gì vậy? Ngọc Nhi, bây giờ muội đã là Trác Phúc Tấn của đại hãn rồi, muội không được làm bậy. Hãy mau theo ta về. Bối tử, đại Phúc Tấn, đại nhị cổn tôi hôm nay nhất định phải dắt Ngọc Nhi của tôi đi. Các người làm như vậy có nghĩ tới hậu quả hay không? Tôi mặc kệ có hậu quả gì, và không cần bất cứ thứ gì, tôi cần Ngọc Nhi. Nếu bắt ca tôi hỏi tội, chúng tôi có thể rời khỏi nước Kim, rời khỏi khoa nhĩ tẩm, chúng tôi có thể ngạo du khắp thiên hạ. Đại nhị cổn, muội đồng ý. Ngọc Nhi, chúng ta đi. Đứng lại. Ngọc Nhi, con đừng làm chuyện khờ dại, con mau trở về đi. Ngạch cát, con sẽ không bao giờ rời xa đại nhị cổn. Đại nhị cổn, xin nghĩ tới tình nghĩa ngày xưa mà buông tha cho muội muội của ta đi. Lồng cách, mau kêu họ tránh ra, cho ta với Ngọc Nhi một con đường sống. Ngạch cát, con xin người hãy tha cho con với đa nhĩ cổn một con đường sống. Nếu người vẫn quyết chia rẽ hai chúng con thì không ai trong chúng con sống nổi đâu. Ngọc Nhi, đứng lên đi, chúng ta đi. Tập Tứ Bối Lạc, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Tránh ra hết cho ta, đừng ép ta. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Thập Tứ Bối Lạc, ta cầu xin cậu hãy cho khoa nhĩ tẩm chúng tôi một con đường sống. Nếu như hôm nay con bỏ đi, đại hãn nhất định sẽ nổi giận, sẽ giáng tội lên đầu khoa nhĩ tẩm. Tới khi đó, 10 năm khổ công gầy dựng hiệp ước của Âu Âu Cách con sẽ tan tành thành mây khói. Đại ca con sẽ chết, Ngạch cát con sẽ chết, Âu Âu Cách con cũng khó thoát tội chết. Tới khi đó, cả khoa nhĩ tẩm này sẽ bị nước Kim tới đốt sạch thành tro. Không thể nào, cô phụ không phải là người như vậy đâu. Con hiểu rõ hoàng thái cực sao? Con hiểu rõ tâm tư của một người đàn ông quyền cao chức trọng ngồi trên vạn người sao? Ngọc Nhi, con còn nhớ câu chuyện
Diệp Hách bộ Đông Ca lão nữ năm xưa không? Vì một người phụ nữ mà lúc đó có bao nhiêu bộ lạc gì tàn sát lẫn nhau mà dẫn tới diệt vong. Con đừng ngây thơ nữa. Hoàng Thái Cực không buông tha các con đâu, cũng sẽ không buông tha cho Khoa Nhĩ Tẩm. Con đã là trắc phúc tấn của ông ta rồi. Trong ngày đại hôn của hai người mà con muốn trốn đi cùng với Đa Nhĩ Cổn, con muốn cả thiên hạ chê cười ông ta hay sao? Như vậy không phải là con đã quá sỉ nhục ông ta sao? Hoàng Thái Cực không buông tha cho hai người đâu. Thập Tứ Bối Lạc, ngài cướp người phụ nữ của Đại Hãn, Đại Hãn có chịu để yên hay không? Là Hoàng Thái Cực đã chiếm đoạt người phụ nữ của tôi. Bây giờ các người nói điều này đâu còn lợi ích gì nữa. Bây giờ Ngọc Nhi đã là trắc phúc tấn của Đại Hãn rồi. Đại phúc tấn, nếu như bà thực sự không đồng ý cho chúng tôi ra đi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cùng với Ngọc Nhi chết ở đây. Chỉ xin bà sau khi chúng tôi chết rồi hãy chôn chúng tôi ở cạnh nhau. Không phải là ta không cho các người ra đi, mà là ông trời không cho. Các người chết đi chỉ làm cho lòng của Hoàng Thái Cực thêm một mối hận không thể nào xóa bỏ được. Ông ta càng không thể nào tha thứ cho các người, càng không thể nào buông tha cho Khoa Nhĩ Tẩm. Đa Nhĩ Cổn, muội không bao giờ rời xa huynh đâu. Các người làm cái gì vậy? Các người làm gì vậy? Ngọc Nhi, buông ta ra đi. Đa Nhĩ Cổn, Ngọc Nhi, Đa Nhĩ Cổn, buông ta ra, buông ta ra. Đa Nhĩ Cổn, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, con hãy nhớ, hôm nay là ngày cuối cùng con rơi nước mắt. Con là cách cách của Khoa Nhĩ Tẩm này, con là con cháu của gia tộc chúng ta. Con đang gánh trọng trách trên vai, con không thể sống vì một người đàn ông thôi, mà con phải sống vì Khoa Nhĩ Tẩm của chúng ta nữa. Con có hiểu không? Đại Hãn, Đại Hãn, đi đường vất vả, trên đường đi thuận lợi không? Đại Hãn quay trấn bốn phương, còn có Long Cách đại nhân bảo vệ, cho nên đường đi rất thuận lợi. Họ đưa Trác Phúc Tấn về cung nghỉ ngơi, chăm sóc nàng đàng hoàng. Rời xa huynh, huynh không thể nào sống thiếu muội được. Huynh không thể nào sống thiếu muội. Huynh không thể nào sống thiếu muội. Đa Nhĩ Cũng, đừng suy nghĩ nữa, hãy ngủ một giấc cho khỏe đi. Ta sẽ cùng huynh trả thù. Đi nhanh lên. Thập Tứ Bối Lạc, ngài bị làm sao vậy? Ngài là người hay là ma hả? Ngài còn sống hả? Tôi còn tưởng là ngài Thập Ngũ Bối Lạc đâu. Thập Ngũ Bối Lạc, cậu ấy đang ở trong nhà.
Ngày ấy tưởng ngày đã gặp chuyện rồi, mấy ngày nay không ăn không uống gì hết. Thập tứ bối lạc, thập tứ bối lạc. Đa Đạt. Ca. 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 Có thật là huynh không? Đây không phải đang nằm mơ chứ? Là ta, ta cũng chưa. Ca, huynh có biết không? Đệ tử lần này huynh chết thật rồi. Đệ tử là huynh bỏ mặc đệ không thèm lo nữa đó. Đừng nói chuyện này nữa, Ngọc tỷ tỷ của đệ đâu? Giờ này Ngọc tỷ tỷ đang ở Vĩnh Phúc Cung. Vĩnh Phúc Cung? Vĩnh Phúc Cung là nơi Hoàng Thái Cực ban cho Ngọc tỷ tỷ. E là giờ này hai người đang giao bái. Giao bái? Hôm nay Hoàng Thái Cực cưới Ngọc tỷ tỷ ở Vĩnh Phúc Cung, cũng có phát thiệp cho đệ nữa, nhưng đệ không đi. Thập tứ bối lạc, thập tứ bối lạc. Còn đứa nó làm gì, mau dắt ngựa đi. Dạ được. Giờ lành tới. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thề vào bái. Lễ xong. Ngọc Nhi. Ca. Ca. Ngọc Nhi. Ca. Ca. Thập tứ đệ về rồi đó hả? Không sao thì tốt. Thập ngũ đệ sao giờ này mới tới? Thần. Nè ca. Nè ca. Ca. Được rồi. Người không được cưới Ngọc Nhi. Tại sao ta không được cưới Ngọc Nhi chứ? Cả Đại Hãn, Đa Nhĩ Cổn đãi bất kính với người, đáng trị hắn tội chết. Đa Nhĩ Cổn, người nói rõ ràng cho ta nghe, tại sao Đại Hãn không được cưới Ngọc Nhi? Đủ rồi. Người đâu? Đại Hãn, Đại Nhĩ Cổn nhất thời bị thương nặng, thần trí không được minh mẫn, ăn nói bậy bạ, xin người thay cho huynh ấy. Ta thấy hắn ta tỉnh táo lắm mà. Đại Hãn, Đại Nhĩ Cổn nhất thời hồ đồ, xin người thứ tội. Xin Đại Hãn bớt giận, ca ca thần bị Bao Văn Long đánh trọng thương, bây giờ còn đang sốt cao, trí óc không được minh mẫn, thần lập tức đưa huynh ấy về phủ. Đi. Về đi. Ta đi thôi. Ca. Ta không hồ đồ. Đi thôi. Ta không hồ đồ. Ca. Ta không có hồ đồ. Đại Hãn, ta thấy Đa Nhĩ Cổn không hề bị hồ đồ đâu. Rõ ràng hắn ta tới đây là để làm loạn, phải trị tội chết. Đại Hãn, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Đại Hãn, thập tứ bối lạc bị thương nghiêm trọng ở đâu? Người vừa ngất xỉu, được đưa về phủ rồi. Ngọc Nhi, đứng dậy đi. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Chúc mừng Đại Hãn. Đại Hãn, sao người vẫn ngồi ở đây?
Người cầm gươm báo để làm gì? Ta muốn giết chết Đa Nhĩ Cổn trong ngày đại hỷ mà hắn dám làm mất mặt ta. Đại hãn, Đa Nhĩ Cổn đánh trận nhiều quá, đầu óc không còn tỉnh táo. Người không nên chấp nhất thái độ của đệ ấy làm gì. Đầu óc có vấn đề, tưởng ta là trẻ con hay sao? Hay là nghĩ đám người A Mẫn bị lú lẫn rồi? Nhưng mà hôm nay là ngày đại hỷ của người, tân nương tử còn đang chờ người trong kia. Dù sao chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Trong mắt của hắn còn ta nữa hay không? Hay là Đa Nhĩ Cổn nghĩ rằng Ngọc Nhi là cháu gái của thiếp, cô cháu cho một phu quân chắc chắn bị người ta dị nghị. Vậy sao? Ngọc Nhi giống là mong mãn đệ nhất mỹ nhân. Hôn sự của đại hãn và Ngọc Nhi biết bao nhiêu người đang ganh tị. Trong lòng của Đa Nhĩ Cổn ít nhiều cũng cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, đệ ấy mới vừa từ chiến trường trở về, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy bị thiệt thòi, cho nên cũng đừng nên chấp nhận đệ ấy làm gì. Đại hãn, giết một người không khó, nhưng lấy lòng người thì không thể dùng vũ lực để thu phục. Với Đa Nhĩ Cổn, người phải ban ơn, giống như là giọt mưa xuân từ từ thấm vào lòng đất. Vậy cho dù người đó lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng sẽ bị mềm lòng mà thôi. Nàng muốn ta lấy lòng của hắn sao? Ta không làm được. Đây không phải là lấy lòng, đây là ban ơn. Người là đại hãn, lòng dạ cần phải khoan dung. Trừ khi thế nào? Trừ khi người không cần người huynh đệ Đa Nhĩ Cổn giúp người gây giận giang sơn. Trừ khi người không yêu Ngọc Nhi thật lòng. Tất nhiên là ta yêu thương Ngọc Nhi thật lòng. Còn Đa Nhĩ Cổn kia, ta vẫn luôn xem hắn là huynh đệ. Vậy thì tốt rồi. Người phải dùng tình yêu và trái tim để mà cảm hóa họ. Cũng như là tình yêu mà người đã dành cho thiếp ngày xưa. Triết Triết à, nàng chính là niềm kiêu hãnh của ta. Như vậy mới tốt. Đối với Đa Nhĩ Cổn, đối với đại hãn, với nước Kim đều có lợi hết. Ca. Ngọc Nhi. Ca. Ngọc Nhi. Ca, huynh tỉnh lại đi. Ca. Ca. Thập Ngũ Bôi Lạc. Thập Ngũ Bôi Lạc. Sao giờ người mới tới? Di thần đáng chết. Mau. Thầy, ca ca ta giờ sao rồi? Nếu người không chữa khỏi cho ca ca ta, hôm nay đừng hòng ra khỏi phủ này. Thập Ngũ Bối Lạc đừng nóng, để tôi xem thương tích cho Thập Tứ Bối Lạc trước. Hả? Thập Tứ Bối Lạc chịu đựng được tới ngày hôm nay đúng là không hề đơn giản. Cách, người muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi thăm Đa Nhĩ Cổn, ta muốn đi thăm huynh ấy. Ta thấy lo lắm. Nhưng mà bây giờ người không thể ra ngoài được đâu. Tô Mặc Nhi, trái tim ta đau lắm. Đa Nhĩ Cổn huynh ấy bị thương nặng như vậy, ta không thể nào ngồi yên ở đây được. Cách, người phải bình tĩnh lại. Bây giờ người thật sự không thể ra ngoài được. Tô Mặc Nhi, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Cách, hay là như vậy, muội thay người tới thăm ngài ấy. Vậy muội hãy đến đó coi thử cô huynh ấy bây giờ ra sao. Người cứ ở đây chờ muội, muội đi rồi sẽ về ngay. Mặc Nhi, muội giúp ta truyền lời cho huynh ấy.
Tô Mạn Nhi. Đại Phúc Tấn, ngươi đi thăm Đại Nhĩa Cổn, nói với cậu ấy ta đã cầu xin đại hãn rồi, chỉ cần cậu ấy đừng làm bậy nữa thì sẽ không sao. Dạ. Nhìn mặt của con kìa, khóc lóc thê thảm như vậy, có người đàn ông nào nhìn thấy mà không đau lòng chứ? Cô, người không hận con sao? Không hận trời cao đã sắp bày sao? Tại sao ta phải hận chứ? Ngày xưa luôn là người mới cười người cũ khóc, hôm nay thì ngược lại. Đại Nhĩ Cổn huynh ấy, Đại Nhĩ Cổn sẽ không sao đâu. Ta đã cầu xin đại hãn tha thứ rồi. Chính cô cô đã nhìn con trưởng thành, nên cô cô cũng không giấu giếm gì con. Nhưng mà con có biết tại sao đại hãn muốn cưới con không? Thật ra rất đơn giản, chính là vì một lời nói của Ngô Khắc Thiện. Lời nói gì? Chẳng phải Ngô Khắc Thiện nói có một lạc ma coi bói cho con, nói con sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, làm hoàng hậu. Người khác nghe nói có thể sẽ nghĩ là nói đùa, nhưng đối với đại hãn người thì không phải như vậy đâu. Nếu con làm vợ của Đa Nhĩ Cổn, con là hoàng hậu. Vậy Đa Nhĩ Cổn là gì đây? Chẳng lẽ chỉ vì một lời nói đùa mà chia rẽ chúng con sao? Lập trường khác nhau nên cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, cho nên con phải hiểu cho đại hẳn. Đây là số của con, cũng là số của Đa Nhĩ Cổn. Chẳng lẽ chúng con không thể chống lại vận số? Ngọc Nhi, con hãy chấp nhận đi, đây là sự thật không thể nào thay đổi được.